Rồi. Vậy thì buổi sharing chiều nay thì chúng ta sẽ có cái topic là chiến thắng cuộc chơi bảy kỳ success. Và chúng ta có mặt sự có mặt của hiện tại tôi đang là CEO của công ty Machines, là một agency chuyên về các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm hai diễn giả nữa, thì thứ nhất là anh Đinh Thái Hà, hiện tại anh đang là CEO của công ty VH, và thứ hai là anh Jack Nguyễn, là Regional Managing Director của khu vực C của Insider. Và chúng ta hôm nay agenda chúng ta hôm nay sẽ có năm phần chính. Thứ nhất là về tầm quan trọng của customer success đối với doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử. Thứ hai là về phần chủ động tương tác và ứng dụng tự động của công nghệ cho áp dụng vào trong cái khâu chăm sóc khách hàng ở trong cái bài toán customer success. Thì phần này thì sẽ do anh Đinh Thái Hà chia sẻ với chúng ta. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ có ứng dụng công nghệ để triển khai customer success hiệu quả. Tức là phần này sẽ do tôi chia sẻ với các bạn là các cái công nghệ mới và các cái case study mà Magnes đã triển khai, những sinh là cách thức mới để quản lý và trải nghiệm khách hàng ở trên thương mại điện tử và trong cái việc kinh doanh bán hàng online nói chung. Thì phần này sẽ do anh Trách Nguyễn chia sẻ với chúng ta, và phần cuối chúng ta sẽ có phần Q&A với các diễn giả. Thì phần đầu tiên thì tôi xin phép là trình bày với các anh chị về cái tầm quan trọng của customer success đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử. Thì phần này thì trước mắt thì tôi sẽ đưa ra các cái set stage cho các diễn giả sau. Thì chúng ta sẽ đưa ra một số các cái challenge dành cho doanh nghiệp e-commerce khi mà chúng ta quan tâm tới câu chuyện là customer success. Vậy thì chúng ta sẽ có các cái challenge chính gì cho một doanh nghiệp khi mà chúng ta muốn bước vào cái câu chuyện này? Thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta sẽ thiếu data và người dùng và khách hàng. Tức là các doanh nghiệp chúng ta muốn kinh doanh trên thương mại điện tử hay là chúng ta muốn kinh doanh nói chung, thì với cái môi trường về digital hiện nay thì chúng ta sẽ không thể thiếu được về cái data về người dùng và khách hàng. Mà khi chúng ta đã kinh doanh đủ lâu đủ dài thì chúng ta sẽ có một cái bộ dữ liệu và khách hàng, và để chúng ta có các cái insight và chúng ta sẽ sử dụng các insight đấy để mà activate nó, để mà chúng ta có các cái chương trình khuyến mãi hay chúng ta có các cái campaign để mà thu hút khách hàng mới cũng như là giữ chân khách hàng cũ để họ quay lại mua hàng. Thứ hai là về phần các cái vị trí và bộ phận ở trong doanh nghiệp, và khi mà chúng ta triển khai cái dự án về customer success này. Vậy thì cái champion hay là cái bộ phận mà chúng ta in charge trong cái câu chuyện implement các cái hệ thống hay các quy trình hay đội ngũ để mà phục vụ cho câu chuyện chăm sóc khách hàng và customer success thì nó sẽ là những cái bộ phận nào? Thực ra thì khi mà chúng tôi đi tư vấn cho các cái đơn vị muốn triển khai thương mại điện tử hay là thì chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều các cái bộ phận khác nhau chúng ta có thể involve vào trong cái quy trình này. Tuy nhiên ví dụ như là bộ phận marketing hay bộ phận sale hay là thậm chí là một số doanh nghiệp chúng ta sẽ có các cái bác gọi là các cái bộ phận chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ involve thẳng trực tiếp vào cái quy trình này, thì chúng ta sẽ có được cái góc nhìn tổng quan hơn về cái việc là ok, khi chúng ta muốn làm customer success, khi mà chúng ta muốn là khi mà chúng ta đã có một bộ khách hàng đủ mới đủ đủ nhiều và chúng ta đã có một bộ data đủ nhiều về cái behavior của khách hàng, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào để chúng ta có thể keep họ quay lại, họ mua hàng chúng ta. Thì cái mục đích của cái bộ phận này, ví dụ như là khi mà một bộ phận marketing chúng ta in charge trong cái phần làm customer success, thì cái KPI của team marketing thì thường sẽ là cái traffic hay là độ reach của khách hàng, hay là khi bộ phận sale chúng ta in charge cái phần mà customer success này, thì chúng ta sẽ thường KPI của bên sale sẽ là đơn hàng hay là nó sẽ là cái tiền đặt khách hàng mua hàng lại, hoặc là khi mà chúng tôi đi tư vấn ấy, thì chúng tôi thường nói là thường là sẽ là chủ doanh nghiệp họ sẽ cần và involve vào quá trình này. Tuy là cái quá trình này nó sẽ là hơi chi tiết một chút về cái việc
trong cái quy trình của doanh nghiệp khi mà họ vận hành. Thế nhưng mà cái phần này thì thường sẽ là mang lại hiệu quả rất là lớn. Thế nên là thường là sẽ do các cái bộ phận lãnh đạo của doanh nghiệp chúng ta sẽ in chặt vào cái bộ phận này vào cái quá trình này. Tiếp theo là chúng ta đang có quá nhiều các cái lựa chọn của các nền tảng công nghệ và chúng ta thiếu tích hợp giữa các nền tảng đó. Thì ở trong cái buổi hôm nay chúng tôi cũng mong muốn là qua cái buổi hôm nay thì quý vị cũng có thể sẽ biết được thêm một số các cái option của các cái nền tảng công nghệ cũng offer bởi Magnet hay là các bên như là Insider hay VH, và chúng ta có những cái công nghệ gì để giúp chúng ta có thể làm cái câu chuyện customer success so với hiệu quả hơn, và việc tích hợp giữa các cái công nghệ này như thế nào để mang lại một hành trình khách hàng nó thông suốt, và các cái case study cụ thể trong các cái trong trong cái việc này để mà giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể build được một cái online business mà nó gọi là customer centric, mà chúng ta xoay quanh khách hàng. Và thứ tư là chúng ta về quy trình của đội ngũ, tức là về quy trình của đội ngũ chúng ta sẽ là một phần rất quan trọng trong cái chuyện là implement một cái hệ thống customer success thành công. Và thường thường thì chúng tôi hay nói là cái phần technology sẽ chiếm khoảng 50% cái thành công của câu chuyện này, còn 50% còn lại thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào quy trình của đội ngũ, tức là chúng ta sẽ làm sao để mà chúng ta có thể tuyển dụng được những cái con người nó phù hợp, và chúng ta xây dựng được quy trình để đội ngũ chúng ta có thể đi theo cái quy trình đó một cách trơn tru, một cách có hệ thống. Và chúng ta training đào tạo các cái đội ngũ chúng ta như thế nào để chúng ta có thể sử dụng được các cái công nghệ mà tôi đã nói ở trên, sử dụng được các công nghệ mà VH, công nghệ mà Insider offer, đúng không ạ? Như vậy thì ngoài chuyện là chúng ta có các challenge như vậy, thì với cái đầu cái buổi webinar ngày hôm nay thì tôi muốn set các cái chỉ số đo lường về sẽ bao gồm những chỉ số nào có thể là và chúng ta sẽ sử dụng những cái chỉ số nào chúng ta đo lường được cái câu chuyện thành công của chúng ta trong chuyện này, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta có về độ hài lòng và tin tưởng của khách hàng, thì cái này là một cái chỉ số rất là dễ để theo dõi, đặc biệt là trên các cái nền tảng thương mại điện tử như là Magento hay Shopify mà Machines thường hay offer cho các doanh nghiệp hàng người ta chuẩn bị. Chúng ta có lifetime value của khách hàng, ví dụ là khách hàng họ một khách hàng A, một hàng cụ thể unique thì họ sẽ mua bao nhiêu đơn hàng, hay là họ đã mua bao nhiêu giá trị ở trong cái store của chúng ta, hay là tỷ lệ hoàn hàng refund rate. Thì những cái chỉ số này là những chỉ số thường là rất là dễ tracking, và nó sẽ thường là những cái chỉ số mà chúng ta thường cho trong báo cáo khi mà chúng ta submit lên những cái level cao hơn. Thứ hai là về trải nghiệm khách hàng, thì cái trải nghiệm khách hàng thì nó sẽ khó hơn để chúng ta có thể đo đạt. Thì chúng ta sẽ thường là ở trong câu chuyện này thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ thường là đo đạt được trải nghiệm khách hàng qua hầu hết các kênh, ví dụ như là online hoặc và offline, và chúng ta sẽ thường là chúng ta cần phải xem được cái trải nghiệm khách hàng của chúng ta xuyên suốt ở các cái điểm chạm này, ví dụ như là online, offline, hay là các cái điểm chạm như là mobile app, hay là máy POS, hay là các cái kênh sàn thương mại điện tử, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái điểm chạm này để chúng ta có thể đo lường được cái trải nghiệm khách hàng qua các cái feedback, qua các cái behavior của họ khi mà họ shopping chúng ta ở trên các cái điểm chạm này. Và thứ ba là về phần tương tác với khách hàng, tức là chúng ta khi mà chúng ta đã offer cho khách hàng được một cái trải nghiệm khách hàng ở tốt ở trên online và offline, chúng ta biết được là cái online của chúng ta đã được build một cách gọi là một cách trơn tru rồi, chúng ta có một cái giao diện đẹp, chúng ta có trải nghiệm khách hàng tốt, chúng ta thường là chúng ta offer cho khách hàng những cái scheme về khuyến mãi, scheme về loyalty tốt ở trên tất cả các kênh này. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể có được cái feedback từ khách hàng, cái tương tác từ khách hàng, ví dụ như là ở trên các kênh review trên Google,
hay là các cái tương tác ở trên social media hay là ở trên các cái newsletter subscription, thì những cái tương tác này sẽ cho chúng ta những cái chỉ số rất là dễ đo đạc được về cái feeling của khách hàng khi mà họ shopping với chúng ta. Và nhờ vào các cái chỉ số này, nhờ vào các cái feedback này, chúng ta sẽ cho vào các cái hệ thống như là CRM, CDP, và khi đó thì chúng ta sẽ activate những cái khách hàng này, định danh họ là những khách hàng unique, và chúng ta activate họ để chúng ta có thể, thứ nhất là giải quyết được các cái nỗi đau của họ khi mà họ shopping của chúng ta, và thứ hai là chúng ta phải keep họ quay lại để chúng họ mua đơn hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cuối cùng là về phần tracking và monitor, tức là các cái phần tracking và monitor này nó sẽ được thường thường là sẽ có các hệ thống, ví dụ là hệ thống thương mại điện tử hay là các hệ thống về BI, các hệ thống về data warehouse, và chúng ta thường sẽ sử dụng các cái tracking này. Thậm chí là chúng ta có thể tracking được cái behavior của khách hàng ở trên một cái website online của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ khách hàng họ hay tham khảo những cái catalog nào, ví dụ như ở trong một cái khách hàng cụ thể như ACFC, thì thường là chúng ta có rất nhiều brand, chúng ta có rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau, thì làm sao chúng ta có thể đo đạc để xem là khách hàng họ hay bấm hay quan tâm tới những brand name nào, họ thường quan tâm tới giá, tới sản phẩm, hay là họ thường quan tâm đến các chương trình khuyến mãi, hay là họ thường quan tâm đến các cái loại hàng nào, thì chúng ta sẽ có cái chiến thuật hợp lý phù hợp để chúng ta có thể reach được đến khách hàng đó. Thì đấy là bốn cái chỉ số mà chúng tôi thường là refer cho khách hàng để mà họ có thể có được một cái outcome, một cái đầu ra khi mà họ implement những cái công nghệ, những cái quy trình trong cái câu chuyện customer success này. Thì phần tiếp theo thì rất là mong muốn anh Đinh Thái Hà là CEO của VH sẽ chia sẻ thêm chúng ta về cái chủ động tương tác, ứng dụng tự động hóa và không cho khách hàng ở trong câu chuyện customer success. Cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh Học. Ok, thì xin bắt đầu bài chia sẻ của mình. Ok, thì chắc là trước khi chia sẻ thì chắc mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Thì mình là CEO của VH Group, thì cũng có 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các cái giải pháp tư vấn giải pháp về liên quan đến chăm sóc khách hàng và cho doanh nghiệp. Thì mình có các sản phẩm chính của bên VH mình, thì nếu anh chị biết, anh chị nào ở đây có từng nghe về IMS Ovicon thì chắc là cho số 1 là khung chat nhé. Tức là thì sản phẩm chính của mình là IMS, là liên quan đến dịch vụ của tin nhắn, quảng cáo của SMS, brand name, Zalo, Viber, và Omicron là tổng đài chăm sóc hàng đa kênh. Thì mình có hai sản phẩm chính này và triển khai cho rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Thì các cái khách hàng của mình thường trải dài trên khá nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, liên quan đến thời trang như Jody hoặc là F&B như Phổ Đình và các cái thương hiệu khác. Ok, thì chắc anh chị mình nghe rõ đúng không ạ? Yeah. Nghe rõ thì cho em xin số 1 ha, để mình bắt đầu. Thì phần chia sẻ của mình thì sẽ bao gồm hai phần, các phần chính. Phần thứ nhất là mình sẽ chia sẻ các cái giải pháp tương tác chủ động với hàng trong customer success. Phần thứ hai là ứng dụng kênh messaging. Phần thứ ba là ứng dụng kênh Omnichannel Contact Center. Thì bản chất của customer success thì như anh Hậu chia sẻ, đó là mục đích là chúng ta làm sao giúp cho khách hàng onboarding, giúp cho khách hàng có một trải nghiệm tốt hơn và họ hoàn thành cái flow mua hàng của họ một cách tốt nhất. Từ đó mình giúp mình tăng được cái doanh số, tăng được cái lượng khách hàng mua lại. Thì ở đây mình xin chia sẻ một cái hành trình trải nghiệm và customer journey của và khá là tiêu biểu của khách hàng e-commerce, trên khách hàng e-commerce. Thì như vậy nó sẽ trải qua những cái bước về tìm kiếm, đúng không? Tìm kiếm, đánh giá, sau đó thực hiện giao dịch và mình hoàn tất đơn hàng và chăm sóc sau bán. Thì trong cái quá trình, một cái hành trình thì khi mình làm customer success thì chúng ta đều phải follow theo cái hành trình này, và chúng ta xem là tại tất cả những điểm chạm này, tại từng cái bước trong cái hành trình này thì chúng ta có thể làm gì để khách hàng wow hơn, khách hàng cảm thấy hài lòng hơn, khách hàng cảm thấy luôn luôn được đáp ứng thông tin hơn, thì lúc đó giúp cho cái customer success chúng ta thành công hơn. Thì đó là cái cách chúng ta sẽ làm. Đầu tiên chúng ta sẽ phải phát họa ra customer journey, xem họ đi đến chúng ta như nào, từng bước như nào, họ đến chúng ta từ kênh tìm kiếm, hoặc tìm kiếm ở đâu, trên website, trên Facebook, trên fanpage hay là trên Zalo ở đâu, thì
thì ta vẽ ra hành trình đó và sau đó ta phục vụ họ như nào, ta sẽ vẽ ra hành trình đó và chúng ta xem lại là từng bước trên cái hành trình đó chúng ta sẽ làm gì ha. Thì ở đây thì VH của mình thì cung cấp các cái sản phẩm chính liên quan đến việc mà giúp cho brand có thể tương tác với hàng trong các cái trong các cái quá trình này. Thì chẳng hạn như đây là mình thấy là cái giai đoạn mà khách hàng họ họ search tìm kiếm sản phẩm chẳng hạn, thì họ sẽ có những cái nhu cầu về họ chat với chúng ta đúng không, kênh live cuối cùng này họ sẽ chat vào, họ hỏi thông tin thêm. Rồi khi mà họ so sánh sản phẩm thì họ cũng có nhu cầu chat vào hỏi thông tin thêm, hoặc là hỏi là cái hàng này còn ở kho đó hay không, tôi ở quận 9 còn còn thông tin hay không, còn hàng hay không, ví dụ vậy. Và sau khi và tiếp tục quá trình như vậy thì ở đây thì những công cụ chính mà các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ hay dùng nhất đó chính là kênh chat, thì sẽ có là kênh Facebook và kênh Zalo để khách hàng chat inbound vào. Còn sau đó chúng ta muốn tương tác chủ động với khách hàng thì sẽ có những kênh là kênh SMS nhắn lại cho khách hàng hoặc là kênh Zalo, bây giờ mà kênh Zalo mới ra, kênh ZNS thì cần có số điện thoại khách hàng chúng ta sẽ nhắn được cho khách hàng. Và kênh khá phổ biến là kênh call center để giúp cho khách hàng gọi điện lên hoặc chúng ta gọi điện ra để tương tác với khách hàng trong quá trình này. Vậy thì làm sao chúng ta áp dụng những kênh này một cách hiệu quả nhất vào từng cái bước trong quá trình này, thì để chúng ta tăng cái sự wow khách hàng và tăng cái trải nghiệm khách hàng lên để giúp cho customer success thành công hơn. Thì trước khi đi vào chi tiết thì chắc là đây chắc cũng nhiều anh chị có thể là không biết là anh chị có từng tìm hiểu kỹ về Zalo Way chưa, thì mình cũng muốn giới thiệu một đôi nét về cái kênh Zalo Way. Hiện tại nó rất là hay khi mà chúng ta áp dụng vào e-commerce để mà tăng cái sự tương tác. Thì đây chúng mình sẽ chia sẻ một chút xíu về Zalo Way. Thì Zalo Way hiện tại là đến gần vài năm gần đây họ phát triển rất mạnh một cái giải pháp cho phép doanh nghiệp tương tác khách hàng qua Zalo Way. Ở đây ví dụ như bên Hoàng Phúc họ sẽ gửi một cái những cái tin nhắn liên quan đến điểm tích lũy, ví dụ khách hàng sau khi mua hàng xong có điểm tích lũy này, hoặc là họ có những tin nhắn broadcast cho những khách hàng đã follow cái Zalo chúng ta, thì chúng ta bên brand có thể có quyền gửi những tin nhắn broadcast như là tin nhắn ở giữa này. Đó, chúng ta gửi những tin khuyến mãi giảm giá, và một khách hàng khi mà đã follow rồi chúng ta cũng có quyền gửi những tin nhắn tự động hóa chăm sóc bằng follower, bằng API, chỉ cần có thông tin user ID của Zalo chúng ta có thể follow được. Ngoài ra thì khi khách hàng họ chat với chúng ta trên Zalo thì doanh nghiệp có thể trả lời tương tác một một khách hàng được. Đây là một cái điểm mà cũng rất là hay Zalo mới mở ra sau này, cho phép là trước đây chúng ta dùng Zalo để chat với nhau thôi, bây giờ chúng ta thì Zalo chat với doanh nghiệp, và doanh nghiệp khi mà khách hàng chat với doanh nghiệp như vậy thì cái cuộc chat đó có thể phân bổ cho các bạn nhân viên ở bên dưới trực và chia phân bổ các bạn nhân viên để chăm sóc từng khách hàng như vậy, thì nó gọi là tin nhắn phản hồi Zalo 1-1. Thì như vậy chúng ta thấy là Zalo nó hoàn toàn đủ cái tính tương tác hai chiều và rất nhiều công cụ hay để chúng ta có thể áp dụng vào cái customer success. Chi tiết hơn thì đây là một cái tin điển hình của tin nhắn Zalo. Thì đây chúng ta thấy cái tên của Zalo Way là tên của doanh nghiệp chúng ta, và sẽ có những cái thông tin như là cái hình ảnh logo, các cái thông tin rồi các cái nút call to action. Chúng ta thấy là trong một tin nhắn ta có thể gửi kèm theo rất nhiều cái call to action khác nhau để kêu gọi những hành động mua hàng, upsell thêm. Ok, biết mọi người đang thấy full màn hình chưa ta? Có bạn nhắn là chưa thấy full màn hình. Rồi thì ngoài ra thì đây là một số cái mẫu tin mà follow sau khi khách hàng đã quan tâm. Mọi người thấy cái mẫu tin cũng giúp chúng ta có thể gửi rất nhiều cái nội dung thông điệp mà đến khách hàng. Một số cái ưu điểm của kênh Zalo là giúp cho đó là thứ nhất là chúng ta sẽ xác nhận được khách hàng đã nhận được tin hay chưa, và thứ hai là tương tác hai chiều và có những cái sự cái call to action này, và cái nếu mà so với những kênh trước đây như là kênh SMS thì chúng ta tiết kiệm cái chi phí gần như 50%. Vậy thì cái mình nói về cái lợi ích khi mà áp dụng các cái kênh messaging vào cái customer success. Thứ nhất đó, là nó sẽ giúp nâng cao được cái sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng là bây giờ chúng ta có một cái đơn hàng thương mại điện tử, vừa đặt hàng trên web xong, ngay lập tức có một cái tin nhắn đến từ cái thương hiệu của doanh nghiệp, thì nó sẽ tăng cái độ chuyên nghiệp, độ tin cậy của doanh nghiệp lên. Và thứ hai là kênh các kênh về messaging như là SMS và Zalo đó, nó sẽ có tính hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là chẳng hạn chúng ta có thể tương tác được một số lượng lớn khách hàng trong cùng một thời điểm. Ví dụ như chúng ta có một chương trình về 8 tháng 3 thì chúng ta có thể ngay lập tức nhắn tin cho tất cả khách hàng nữ trong 8 tháng 3
và nó tạo sự cái tương tác tức thời luôn. Ví dụ 8 tháng 3 đúng 9 giờ sáng 8 tháng 3 thì gửi tất cả khách hàng ngay lập tức, là tất cả khách hàng nữ trong trong cái danh sách khách hàng ta có thể nhận được thông tin. Và những cái công nghệ mới như Zalo Way giúp tạo được cái sự kết nối và tương tác hai chiều với khách hàng. Và khi chúng ta nhắn tin Zalo với khách hàng xong, khách hàng có thể phản hồi lại và trao đổi tương tác một một với chúng ta luôn. Và khi mà áp dụng thêm những công nghệ tự động hóa thì giúp tiết kiệm cái nguồn lực và chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều. Nếu chúng ta áp dụng khéo léo cái việc mà cái kênh messaging này vào cái customer success. Thì vậy thì chi tiết hơn là làm sao ứng dụng customer success này vào từng cái giai đoạn trong cái hành trình của chúng ta. Thì thứ nhất, chúng ta sẽ ứng dụng như nào? Thứ nhất là chẳng hạn như là đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta là thiết lập những cái tin nhắn tự động cá nhân hóa vào đúng thời điểm. Ví dụ như là khách hàng vừa mua hàng xong, này mình chia sẻ khách hàng vừa mua hàng xong ở đây, ví dụ Hoàng Phúc, bình thường người ta mua hàng đặt hàng một website nào đó, nếu họ không nhắn người ta gì cả, chúng ta có thể đâu đó là cảm thấy là cũng hơi bất an. Nhưng mà nếu mà nhìn vừa đặt hàng xong có một tin nhắn xác nhận thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó cũng tin tưởng hơn. Rồi chẳng hạn như chuẩn bị giao hàng hoặc là thông báo cái điểm tích lũy khi chúng ta là đạt những cái điểm tích lũy cao hơn, hoặc là nâng hạng thành viên, hoặc là chúng ta đặt lịch hẹn thì chúng ta có thể những tin nhắn remind đó và những tin nhắn chúc mừng sinh nhật lễ Tết. Thì cái điều này nó khiến cho khách hàng cảm thấy wow hơn khi mà họ tương tác với brand chúng ta, cảm thấy sự tin tưởng, sự chuyên nghiệp khi mà chúng ta vừa mua hàng xong thì có những tin nhắn tương tác chăm sóc sau phía sau như vậy, thì khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng hơn rất là nhiều. Anh Hà ơi, có thể cho em nhắc lời một chút thì anh Hà có thể tắt cái chế độ speaker note thì mình có thể nhìn thấy cái thì khán giả nhìn thấy cái slide rõ hơn anh. Ok, không biết được đèn tăng, không biết tại sao nó bị, chắc là mình bật vào trong cái chế độ speaker note. Anh bấm slide show thôi thì mình chắc là sẽ được. Ok, đã ổn rồi đấy ạ. Ổn chưa ta? Rồi, ok. Ok, thì ok thì mình chia sẻ tiếp về cách ứng dụng các game messaging. Cái việc đầu tiên là mình sẽ thiết lập những cái tin nhắn tự động hóa và cá nhân hóa và đúng thời điểm. Ha. Thì ở đây mọi người thấy là tin nhắn nó được cá nhân hóa là xin chào Vĩnh này, rồi đúng thời điểm ta vừa mua hàng xong vân vân, thì nó sẽ tạo được một sự chuyên nghiệp và sự tin tưởng của khách hàng đối với cái thương hiệu chúng ta. Thì đây là cái việc mà tăng được lòng tin là cũng giúp trong một cái khâu rất là quan trọng trong customer success. Cái thứ hai là với cái messaging chúng ta cũng lưu ý là làm sao chúng ta phải phản hồi nhanh nhất các request của khách hàng, đúng không? Khi mà có những cái cuộc chat của khách hàng thì chúng ta phải cần có cái công cụ phân bổ cuộc chat với các nhân viên ngay lập tức để mà xử lý ngay. Nếu mà có 5 nhân viên, 10 nhân viên nhưng mà chẳng hạn như là chúng ta không có công cụ thì một hai bạn chỉ trực được thôi, còn mấy bạn khác rảnh này không có phản hồi khách hàng thì khách hàng cảm thấy không happy. Nhưng mà nếu chúng ta có công cụ phân bổ cuộc chat về nó nhanh chóng thì giúp cho nhân viên có thể phản hồi ngay lập tức, và đòi hỏi chúng ta cũng có những cái quy định. Giống như anh Hậu có nói là muốn customer success thành công thì phải đào tạo những cái nhân viên họ có cái quy định là tin nhắn khách hàng phải trả phản hồi trong bao lâu. Ngoài ra có thể kết hợp chatbot, thì đây mọi người thấy chẳng hạn như cái chatbot trên Facebook thì mọi người thấy rồi, đối với Zalo thì họ có những cái kênh chatbot như này để cho khách hàng có thể ngay lập tức được cảm thấy là mình được phục vụ ngay lập tức khi mà ngoài giờ hoặc là trong những lúc mà đội CS không thể tương tác, thì chúng ta phải tạo những trải nghiệm như vậy để đảm bảo là những request của khách hàng luôn trả lời. Thứ ba là chúng ta có thể áp dụng là câu chuyện là đánh giá ha. Đánh giá thì chúng ta phải áp dụng những công cụ để gửi những cái yêu cầu đánh giá với khách hàng. Ví dụ sau khi mua hàng 3 ngày, sau khi lắp đặt hoặc là sau khi hoàn thành dịch vụ, thì mọi người thấy đây, ví dụ bên phụ kiện công nghệ, sau khi khách hàng mua hàng xong thì họ sẽ gửi một cái template đánh giá như này trên Zalo luôn. Mọi người thấy Zalo có những công cụ đánh giá ngay trực tiếp trên Zalo như này, và khách hàng có thể chọn 3 sao, 4 sao, 5 sao và ngay tức là có một cái report như vậy để biết là khách hàng họ cảm thấy như nào về dịch vụ chúng ta, để từ đó cải thiện cái chất lượng dịch vụ. Và đối với khách hàng họ cảm thấy là cái doanh nghiệp này rất là chuyên nghiệp, sau khi dùng dịch vụ xong để có khảo sát thì họ cũng cảm thấy happy hơn. Cái thứ tư là chúng ta sẽ phân loại và phân nhóm khách hàng để gửi thêm những cái thông tin hữu ích, chẳng hạn như là khách hàng là mua một sản phẩm về sản phẩm A rồi, sau đó chúng ta sẽ gửi thông tin mà liên quan đến cách sử dụng sản phẩm A đó, hoặc là những cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm A mà nên mua khi mua sản phẩm A, hoặc là thông tin về sản phẩm mới mà chúng ta biết là khách hàng
là khách hàng nam và quan tâm đến cái lĩnh cái thời trang casual chẳng hạn, ta sẽ gửi những thông tin sản phẩm liên quan đến đó, đến cái nhu cầu khách hàng, và làm có những cái chương trình ưu đãi hoặc là gamification để mà tăng tính tương tác, tăng sự quay lại với khách hàng. Thì cái việc này thì hoàn toàn có thể kết hợp với những cái hệ thống như CDP để mà có thể phân loại phân nhóm ở những kịch bản upsell như này được. Thì đó là bốn cái lưu ý khi chúng ta áp dụng cái kênh messaging vào cái customer success. Bên cạnh đó thì bây giờ cái xu hướng là gần như tất nhiên tất cả khách hàng đều có Zalo rồi, nhưng mà vẫn có những trường hợp mà khách hàng chưa có Zalo thì chúng ta có thể để tối ưu đảm bảo 100% khách hàng nhận được tin nhắn, và tối ưu chi phí chúng ta có thể dùng những giải pháp gọi là multi channel messaging để mà tối ưu hóa chi phí bằng cách là chúng ta thiết lập mình, thì bên IMS của VH thì có một cái giải pháp là cho phép thiết lập là ưu tiên nhắn Zalo trước, nếu khách hàng mà không có Zalo hoặc không online thì chúng ta thường switch qua SMS, thì chúng ta giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí nhất và đảm bảo 100% khách hàng vẫn nhận được thông điệp. Thì đây là cái giải pháp mà chúng ta tối ưu chi phí hơn khi mà kết hợp các cái loại hình tin nhắn với nhau. Ở đây là tin nhắn SMS brand name, mọi người thấy và cái này thì khá phổ biến. Thì nhưng mà bây giờ có cái mới đó là mình có thể kết hợp thì Zalo và SMS trên cùng một cái hành trình trải nghiệm. Nếu khách hàng không có Zalo, không tồn tại Zalo hoặc là không online thì chúng ta sẽ switch qua SMS. Rồi, cái kênh tiếp theo mà mình muốn chia sẻ nhanh cho mọi người đó là kênh call center. Thì các doanh nghiệp e-commerce thì tại sao cần call center? Thì trước đây thì có thể là chúng ta khi chúng ta ở quy mô nhỏ hoặc là mới bắt đầu thì chúng ta thường chúng ta có thể là dùng một số di động hoặc là một số điện thoại bàn để làm cái kênh hotline cho khách hàng gọi điện vào. Tuy nhiên thì mọi người sẽ cảm thấy một câu chuyện là nếu có một cái điện thoại thôi và mà giao cho mấy bạn CS, một bạn CS cầm cái điện thoại đó và ví dụ chạy một campaign quảng cáo thì ngay lập tức có khoảng 50 hoặc 100 người gọi vào chẳng hạn, thì cái hệ thống cái điện thoại này chỉ nhận một cuộc gọi tại một thời điểm thôi, và những người khác sẽ cảm thấy bị nhỡ và không được phục vụ, và họ cảm thấy không happy. Trường hợp thứ hai là khi mà gọi lên như vậy á, thì các bạn nhân viên cầm cái điện thoại trực thì bạn không biết khách hàng này tên gì, khách hàng này đã từng có những cái thông tin gì trước đây, chẳng hạn như buổi sáng họ mới chat Facebook chúng ta chia sẻ rất nhiều thông tin rồi, buổi chiều họ gọi lên tổng đài chúng ta là hỏi anh tên gì vậy, anh cần gì vậy, thì khách hàng cảm thấy không happy và như vậy là mang lại một trải nghiệm không tốt. Thì nếu mà nằm trong customer success như vậy là nó chưa thành công đó. Ngoài ra thì đối với doanh nghiệp thì cái việc mà dùng những cái công cụ cũ như vậy nó sẽ gây việc thất thoát dữ liệu và thất thoát data. Ví dụ khách hàng đó là một lead rất tiềm năng, họ sắp chốt đơn rồi, nhưng mà sau khi nghe xong thì nhân viên miss luôn cái cuộc gọi đó, không có tương tác lại, tương tác tiếp theo thì coi như là doanh nghiệp đã mất luôn cái chi phí đó, quảng cáo đó. Đó thì cái xu hướng là sẽ là bây giờ là xu hướng là đa kênh, và chúng ta sẽ có một cái call center chuyên nghiệp, tức là từ từ cái tổng đài truyền thống chuyển sang call center, nó là tổng đài trên cloud, nhưng mà nó một bước tiến tiếp theo là nó là call center đa kênh, nó tích hợp tất cả kênh giao tiếp lại chung một nền tảng dữ liệu. Thì bên dưới nó sẽ tích hợp với CRM, CDP để mà unify, tức là hợp nhất dữ liệu lại trên một kênh, thì sẽ giải quyết được câu chuyện là ví dụ như là khách hàng họ chat chúng ta trên Zalo, chat trên Facebook, họ hỏi thông tin rồi, họ nói là tôi thích cái áo màu đỏ size 30 rồi, thì một lát sau họ gọi lên tổng đài, mình biết ngay là em chào chị Lan, lúc này chị mới nói là chị cần cái áo màu đỏ size 30 đúng không ạ? Thì như vậy chị Lan nó sẽ rất là happy. Thì đó là cái xu hướng mà chúng ta áp dụng call center vào các cái đơn vị e-commerce. Thì ở đây mọi người đây là ví dụ một giao diện trên Obicom bên mình, thì khi khách hàng gọi điện đến thì mình ngay lập tức nó hiển thị cái tên thông tin khách hàng và nó hiển thị cái ghi chú cuối cùng khách hàng đó, và kèm theo luôn những kênh chat trước đây, là chat trước đây họ chat cái gì đây, họ chat trên kênh live live chat hoặc kênh Zalo, Facebook vân vân, thì nó hiển thị ở đây trên màn hình luôn. Thì một bạn nhân viên customer service của mình, bạn trực điện thoại thì bạn ngay lập tức có thể là đưa đề xuất những câu chuyện rất là phù hợp với khách hàng này, và khách hàng cảm thấy là wow, vậy mình được phục vụ kiểu như cá nhân hóa. Và trước đây mình nghĩ là những công ty rất là to như ngân hàng hay là Thế Giới Di Động thì mới làm được giải pháp này, nhưng mà bây giờ bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng không cần quá nhiều chi phí có thể triển khai những giải pháp như này được. Thì một số cái lưu ý khi mà ứng dụng cái contact center này trong cái customer success là gì? Thứ nhất là chúng ta nên tích hợp đa kênh để tạo sự chạy xuyên suốt, đó chính là omni channel ha, tức là khách hàng trên tất cả các kênh nó hợp nhất ở một nơi, thì chúng ta sẽ biết được thông tin của họ trao đổi trước đây như nào để mà tư vấn nó chuyên nghiệp nhất. Thứ hai là chúng ta nên liên kết dữ liệu với CRM, CDP để phản hồi khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất và phù hợp nhất, đúng không? Có CRM, CDP rồi ta biết là khách hàng này trước đây thích cái gì, cần cái gì,
thì ngay lập tức ta trả lời phản hồi khách hàng, khách hàng cảm thấy là ok, ông này đã phục vụ tôi, phục vụ riêng tôi rất là hợp lý đó. Ngoài ra một cái lưu ý nữa là chúng ta nên có những hệ thống ticket để follow cái vấn đề trong nội bộ. Ví dụ chúng ta gọi khách hàng gọi lên bảo là ví dụ khách hàng có một vấn đề là mình bán cho họ hàng một cái máy lạnh đi, họ đang gặp vấn đề gì đó, thì mình hứa khách hàng là 2 ngày nữa mình lắp ráp hoặc mình hay là sửa cho họ chẳng hạn, thì mình cần có những công cụ ticket để mình follow cái việc đó để nội bộ mình xử lý xong mà 2 ngày sau mình báo lại khách hàng. Nếu không chúng ta sẽ rất dễ bị miss những việc như vậy đó, và kết hợp những công cụ về tin nhắn như là Zalo vân vân để mà update tình trạng xử lý cho khách hàng, cảm thấy khách hàng happy hơn. Và cuối cùng cái slide cuối cùng thì tổng hợp lại các cái hành trình ban đầu như mình chia sẻ và các cái bước mà mình có thể ứng dụng các công cụ tương tác chủ động như này ha. Thì trong cái hành trình khách hàng mua thì chúng ta có thể là mới hoặc khách hàng mới chỉ tìm hiểu thôi mà chưa chịu mua, chưa mua thì chúng ta có thể có những tin nhắn để follow up đó và call center để trả lời mọi thắc mắc. Còn khi hàng bắt đầu mua hàng rồi chúng ta có thể là có SMS ZS để xác nhận đơn hàng, hoặc là dùng Conbot AI từ tổng đài có thể là xác nhận đơn hàng tự động đó, và sau khi khách hàng đặt hàng thành công thì có thể có tin nhắn cảm ơn khách hàng đặt hàng thành công, và khách hàng có vấn đề thì chúng ta có những tin nhắn để cập nhật tình trạng xử lý vấn đề cho khách hàng, và call center để tương tác trao đổi thông tin thêm. Và khi khách hàng mua hàng xong chúng ta có những cái tin nhắn để khảo sát hoặc là gửi những cái link voucher để khách hàng quay lại mua hàng, và cuối cùng để hoặc là áp dụng thêm Conbot AI hoặc là công cụ call center để khảo sát khách hàng. Thì đó là cái phần chia sẻ của mình hôm nay, thì hy vọng là các anh chị cùng nắm được một số cái một cái phương pháp để áp dụng các cái giải pháp như SMS, Zalo hay là call center vào việc mà tăng cái trải nghiệm khách hàng trong cái hành trình mua hàng của khách hàng. Xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng, cảm rất cảm ơn phần chia sẻ nhiều thông tin của anh Hà. Thì qua các cái phần chia sẻ của anh Hà, chúng ta có thể thấy là dịch vụ về call center và SMS branding hay là Zalo hay tin nhắn Zalo để giúp các doanh nghiệp chúng ta có thể reach được đến khách hàng chúng ta qua rất nhiều kênh, và phần reach từ khách hàng này nó sẽ xảy ra ở trong một cái hành trình thông suốt, đúng không ạ? Vậy thì quay lại với phần chia sẻ của Machines. Vậy thì Machines đã kết hợp rất nhiều với cả bên VH để chúng ta có thể tích hợp được cái phần e-commerce và các cái kênh tương tác khách hàng qua SMS hay là qua call center. Vậy thì chúng ta ứng dụng công nghệ này như thế nào, ứng dụng cái công nghệ e-commerce như thế nào để mà cho cái kênh bán hàng online, kênh e-commerce của chúng ta có thể vừa là một, chúng ta xây dựng được cái branding của chúng ta cho online, đúng không ạ? Cái phần quan trọng nhất là chúng ta là xây dựng branding, khách hàng biết chúng ta là ai, và khách hàng có thể mua được hàng của chúng ta, và chúng ta có thể offer cho khách hàng được một cái trải nghiệm xuyên suốt ở trên online hay thậm chí cả offline, và chúng ta có thể là ứng dụng những cái công nghệ chúng ta vừa là để chăm sóc khách hàng, offer cho họ loyalty, offer cho họ những cái công nghệ mới nhất ở trên online, và cũng như là chúng ta phải thu thập được cái dữ liệu của khách hàng để chúng ta có thể sử dụng về sau. Vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng những công nghệ gì để chúng ta có thể triển khai được cái phần customer success là hiệu quả ở trên cái e-commerce? Thì chúng ta sẽ có một số ý sau đây. Nhất là chúng ta sẽ phải hiểu được cái hành trình khách hàng, thì chúng ta sẽ thường đi qua những bước nào. Thì ở đây chúng tôi đã có chuẩn bị một cái phần slide. Thì bao gồm trong slide này thì là một cái trải nghiệm khách hàng xuyên suốt, bao gồm qua những cái bước nào. Thì chúng ta có thể thấy là chúng ta đi qua 4 bước chính. Thứ nhất là awareness, tức là khách hàng họ biết đến cái thương hiệu và cái sản phẩm chúng ta. Thứ hai là về phần consideration, là họ xem xét để mà mua cái sản phẩm chúng ta. Thứ ba là về phần purchase, tức là họ make decision, là họ sẽ mua hàng của chúng ta. Và thứ tư là phần after service, là những cái phần chúng ta báo được khách hàng sau này, chúng ta offer cho họ những cái phần chăm sóc khách hàng về sau. Thì đấy là cái trọng tâm của chúng ta sau này. Thì ở đây chúng tôi cũng đã ghi ra là ở từng cái bước này thì sẽ bao gồm những cái công nghệ nào. Chúng ta có 4 cái phần chính. Thứ nhất là manual touch, tức là ở đây chúng ta sẽ cần có đội ngũ, chúng ta cần phải có agent để chúng ta có thể trực để mà chúng ta có thể chăm sóc khách hàng, ví dụ như là về phần product awareness chẳng hạn, hay là về phần trial product, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái nhân viên chúng ta hướng dẫn khách hàng khi khách hàng đến store, hay là chúng ta có những nhân viên trực tổng đài, hay là nếu mà chúng ta sử dụng những cái công nghệ chatbot mà anh Hà vừa giới thiệu thì thậm chí có thể chúng ta có thể là automate, tức là chúng ta tự động hóa được những cái bước này. Về phần thứ hai là về phần clienteling, tức là về phần call center,
Tức là chúng ta sẽ ứng dụng những cái phần call center hay là về phần SMS hay là Zalo ở những cái bước nào, ví dụ như là try products hay là ở bước follow up khách hàng như anh hàng vừa có giới thiệu. Thứ ba là về phần commerce content platform, chính là những cái công nghệ mà Machines muốn giới thiệu hôm nay, thì nó sẽ bao gồm ở hết các cái bước này. Ví dụ như là về phần commerce và content platform thì hầu như là ở bước consideration và ở bước purchase, thì khách hàng họ sẽ, ví dụ như là họ sẽ xem catalog của chúng ta online, họ xem được các cái, họ sẽ register account của chúng ta, tức là họ trở thành khách hàng của chúng ta. Thứ ba là product search, tức là chúng ta cho phép họ là tìm đúng cái sản phẩm họ muốn ở trên cái platform của chúng ta, ở trên cái platform online của chúng ta. Và thứ tư về phần rất quan trọng, đấy là về phần customer data platform và marketing hub, tức là chúng ta sẽ ứng dụng cái công nghệ CDP và chúng ta ứng dụng cái công nghệ marketing automation vào trong những bước nào ở trong cái quá trình này. Thì chúng ta có thể thấy là cái vòng tròn màu cao, đúng không ạ, thì chúng ta có thể thấy là gần như là CDP và marketing automation thì nó involve ở hầu hết các bước, từ bước đến try product đến awareness về product, hay là về phần thu thập thông tin khách hàng, hay là register account, hay là về product purchase, thì chúng ta đều có thể thấy là ví dụ như là CDP họ có thể là đưa cho chúng ta từ những cái thông tin khách hàng mà chúng ta thu thập được, thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng cái data đấy để chúng ta có thể recommend khách hàng họ mua sản phẩm A thì họ có thể nên mua sản phẩm B nữa chẳng hạn. Đó, thì cái slide này sẽ cho các anh chị thấy cái overview là các hệ thống nào sẽ được có ở trong hành trình khách hàng, và những cái hành trình khách hàng này sẽ bao gồm những cái bước nào. Thì nói thì ở đây thì tôi sẽ nói riêng vào trong phần công nghệ Machines, bởi vì Machines thì là một doanh nghiệp chuyên về tư vấn về công nghệ để mà chúng ta áp dụng vào online, đúng không ạ? Thì nếu mà nói riêng về công nghệ thì chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta có thể áp dụng vào e-commerce. Ví dụ như là chúng ta có thể ở trên slide này chúng ta có thể thấy là chúng ta cần phải làm branding và CX rất là tốt ở trên online, chúng ta cần phải xây dựng một cái trải nghiệm khách hàng thật là tốt ở trên website bán hàng của chúng ta chẳng hạn, hay là ở trên mobile app của chúng ta chẳng hạn. Thứ hai, hoặc là chúng ta có thể làm một cái mobile app để khách hàng họ có thể dễ dàng đặt hàng hơn, hay là chúng ta có thể có những cái chương trình về reward hay membership, tức là các cái chương trình hạ thành viên với khách hàng. Cái này thì Grab hay là Gojek thì họ làm rất là tốt. Nhưng mà ở trong cái phần trình bày hôm nay thì tôi muốn tập trung vào 4 điểm chính. Thứ nhất là về phần chatbot, tức là vừa nãy anh Hà có giới thiệu về chatbot với Zalo, thế nhưng mà ở trên, ngay trên cái hệ thống e-commerce thì chúng ta cũng có thể có một cái con chatbot mà thay thế được agent là con người, để chúng ta thứ nhất là chúng ta có thể đưa khách hàng họ tìm được đúng cái sản phẩm họ muốn, và thứ hai là giảm thiểu chi phí của agent. Ngoài ra chúng ta có thể có loyalty là một phần rất quan trọng cả cho offline cả online. Thứ ba là headless commerce là một cái từ rất là mới ở trong cái phần thương mại điện tử này. Headless commerce nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái bộ công nghệ ở trong in-house của chúng ta, để mà dễ dàng tích hợp được cái e-commerce này với các hệ thống khác, và nó giúp chúng ta có xây dựng được một cái front end, tức là một cái trải nghiệm khách hàng ở trên online, ở trên website của chúng ta rất là tốt, mà vượt trội hơn hẳn so với cách chúng ta làm thông thường. Và cuối cùng là chúng ta lựa chọn nền tảng nào. Chúng ta lựa chọn nền tảng SaaS là nền tảng mà chúng ta đăng ký và sử dụng được luôn như Shopify, hay chúng ta sử dụng cái nền tảng là on-premise, tức là như là Magento hay WordPress, là chúng ta sở hữu công nghệ hoặc chúng ta sở hữu data. Đã. Thì đầu tiên là phần chatbot, thì cái phần chatbot này là một công nghệ rất là mới mà Machines có làm với một số khách hàng như là nhãn hàng sữa Abbott. Thì Machines đã làm một cái con chatbot này với cả tất nhiên con chatbot này thì nó sẽ lấy được cái data của người dùng, lấy được data của sản phẩm, và có thể thậm chí là chúng ta có thể lấy được data của khách hàng mà họ đang chat với con bot này, để nhằm là chúng ta mang lại một cái phương thức và trải nghiệm mới với brand. Và cái thậm chí là cái con chatbot này có thể được implement ở trên cả Facebook, kể cả WhatsApp, Viber hay thậm chí Zalo. Đấy, thì con chatbot này thì nó có lấy được thông tin của cơ sở dữ liệu của chúng ta,
để mà recommend cho khách hàng, và khách hàng họ có thể là họ không cần phải lên website nhưng mà họ vẫn có thể tìm thấy brand name của chúng ta, họ để chat, và bất cứ khi nào khách hàng họ chat với con bot này thì nó cũng có mặt, đúng không? Và chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí của nhân viên chăm sóc khách hàng, và chúng ta cái cuối cùng ấy, chúng ta có thể kết nối được cái kênh e-com và kênh social của lại với nhau. Tức là khi mà khách hàng họ đã có những cái dữ liệu của họ trên kênh social, ví dụ là Facebook hay là trên Zalo chẳng hạn, thì khi mà chúng ta kết nối cái con bot này với giữa cái con bot này với cả kênh social và kênh e-com, thì khi đó chúng ta có thể lấy được các cái dữ liệu về hành vi của khách hàng, không chỉ ở trên cái tương tác với cả brand của chúng ta trên online, mà thậm chí là có cả các cái tương tác của khách hàng trên kênh social nữa. Thì cái quy luật của cái chuyện là làm customer success ở cái thời đại digital hiện nay là chúng ta càng lấy được nhiều dữ liệu càng tốt, và cái quan trọng là chúng ta lấy được dữ liệu đó và chúng ta sẽ lọc nó, chúng ta làm giàu nó, chúng ta activate nó như nào. Tôi muốn nói rõ hơn về phần headless commerce này, bởi vì nó là một phần rất là hay ở trong cái, nó là một cái công nghệ web mới hiện nay. Thì cái công nghệ web này nó sẽ xây dựng một cái, chắc là cái này nó sẽ hơi technical một chút với một số anh chị, thế nhưng mà nó sẽ tạo cho chúng ta một cái gọi là commerce API. Và cái chúng ta sẽ, như chúng ta đã thấy là trên cái slide thì phần e-commerce nó bao gồm là các cái tính năng về quản lý inventory, quản lý cart, quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm. Và ở dưới thì chúng ta có các hệ thống hỗ trợ, ví dụ là CDP, CRM, OMS này, hay là POM. Thì cái commerce API này nó sẽ giúp là chúng ta kết nối các tính năng của e-commerce ở giữa với các cái hệ thống ngoài. Và cái những hệ thống ngoài này nó sẽ giúp chúng ta là có những cái điểm chạm để mà thu thập được dữ liệu khách hàng. Ví dụ như là chúng ta làm mobile app, chúng ta cũng phải cắm vào cái API này. Chúng ta làm chatbot, chúng ta cũng cắm vào cái API này. Và đặc biệt là có một phần là progressive web app. Tức là một phần progressive web app này nó sẽ sử dụng cái commerce API này. Và progressive web app sẽ sử dụng các cái công nghệ về front end mới hiện nay, ví dụ như là Node.js hay là Vue Storefront hay là React.js. Thì các cái công nghệ này nó là những công nghệ cực kỳ mới. Thực ra không mới, nhưng mà nó là những công nghệ mà nó giúp cho cái trải nghiệm về front end trên website của các anh chị nó được cực kỳ trơn tru và nó vượt trội hơn hẳn so với cách làm là xây dựng cái trang web front end HTML CSS ngày xưa. Và cái này cũng một cái case study cụ thể mà chúng tôi đã làm cho nhãn hàng Hoàng Phúc. Trước kia thì họ sử dụng cái platform là CS Card để mà họ làm cái platform e-commerce của họ. Tuy nhiên là khi mà họ tìm đến Marginess và Marginess Marginess làm cái dự án này, approach cái dự án này theo cái cách của làm headless commerce, và chúng tôi làm một cái bộ commerce API, và sau đấy thì chúng tôi làm cái front end cho khách hàng sử dụng một cái công nghệ khác, một cái công nghệ gọi là React.js, và chúng tôi cắm vào cái hệ thống của họ, và khi đấy thì trải nghiệm khách hàng của họ nó mượt mà, và khi đấy thì cái số lượng đơn hàng của họ, cái trải nghiệm khách hàng của họ nó tăng lên, thì cái số lượng đơn hàng của họ thì tăng gấp 3 đến 5 lần so với cả cái hiệu quả của sử dụng cái platform cũ. Thì thực ra thì cái phần trải nghiệm người dùng sử dụng headless commerce này đã được rất nhiều các bên thành công với e-commerce sử dụng, đặc biệt là ví dụ như tên như là Kumet chẳng hạn, thì họ cũng sử dụng cái approach này để họ có thể xây dựng được một cái kênh online đồng nhất của họ. Tiếp theo thì chắc là phần này các anh chị nào mà đang phân vân giữa cái việc là ok bây giờ chúng tôi muốn làm e-com đúng không ạ? Thế nhưng mà bắt đầu từ đâu, chúng tôi chọn cái công nghệ nào hay là chọn vendor như thế nào? Thì ở đây chúng tôi ở Business thì chúng tôi có hai lựa chọn. Thì tôi vừa nói đến cái chuyện là chúng ta cần phải có một cái, chúng ta nên implement cái headless commerce. Vậy thì cái việc làm headless commerce thì nó sẽ yêu cầu các anh chị là cần một cái bộ
platform mà nó mạnh mẽ và nó đủ để mà đáp ứng được cái nhu cầu đó. Vậy thì chúng ta có hai lựa chọn, nhất là Mango hay Shopify, đều là các cái platform rất là lớn ở trên thế giới. Và chúng ta cần phải chọn một trong hai platform này thì là Mango hay thì nó sẽ có cái lợi thế là Mango là một cái nền tảng lâu đời và nó on premise, tức là chúng ta sẽ là người làm chủ cái công nghệ này, chúng ta làm chủ được cái những cái gì mà nó đang diễn ra ở trong cái platform đó. Chúng ta có thể tùy ý tùy chỉnh các cái tính năng hay là các cái giao diện ở trên cái platform của chúng ta. Ngược lại thì Shopify một cái nền tảng là với cái tốc độ go to market, tức là tốc độ hoàn thành và tốc độ đưa ra thị trường rất nhanh, và nó giúp cho những cái bên nào mà thứ nhất là một số các cái doanh nghiệp họ muốn thử bán hàng online, họ muốn thử cái họ muốn testing cái mặt hàng của họ và cái cách tiếp cận online của họ như thế nào, thì họ có thể sử dụng Shopify nó như một cái option nhanh. Và thứ hai là họ có thể là cái những cái tính năng của online của các doanh nghiệp thì họ nó sẽ không quá phức tạp, và sử dụng Shopify thì nó sẽ giúp cho các anh chị là mình có thể có các cái app trên Shopify App Store hay là các thậm chí chúng ta có thể làm ra cái app riêng để chúng ta cắm vào cái Shopify này. Thì và đặc biệt nữa là ở bên Shopify thì họ cũng có một cái phần mềm là Shopify POS để chúng ta có thể phục vụ cho các cái doanh nghiệp, tất nhiên là SMB thôi, phục vụ các doanh nghiệp SMB để chúng ta có thể bán hàng ở các cái store offline nữa. Đó, thì chúng ta có rất nhiều các lựa chọn khác nhau về nền tảng e-commerce. Chúng ta có SAP Hybris, chúng ta có các cái chúng ta có IBM WebSphere, chúng ta có Salesforce Commerce. Nhưng mà ở với cái góc nhìn của Magnus thì để mà với các doanh nghiệp Việt Nam thì Shopify hoặc là Magento đó là hai cái lựa chọn gần như là hợp lý nhất, cả về mặt là go to market, cách go to market, hai là về mặt chi phí, và thứ ba là về mặt là cái độ dễ dùng và cái tính khả thi khi mà chúng ta onboard cái người dùng, cái đội ngũ của chúng ta khi mà dùng các cái hệ thống này. Đó, thì cái này là một cái rất là lưu ý với các anh chị khi mà chúng ta đi tìm kiếm là cái điểm khởi đầu của cái kênh e-com của chúng ta. Về phần cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái phần loyalty. Phần loyalty này để vào cuối cùng, nhưng mà nó là một phần rất quan trọng trong cái hành trình khách hàng và trong cái câu chuyện customer success. Là thực ra thì với mỗi doanh nghiệp chúng ta thì cái việc lôi kéo người dùng mới nó chỉ là một cái bộ hàng số nhất định thôi, và người dùng sẽ thường là chạy từ bên này sang bên khác, đúng không ạ? Thì làm sao là chúng ta có thể vừa là thu hút được người dùng mới thế nhưng mà chúng ta cũng vừa là lôi kéo được những cái người dùng mà đã khách hàng của chúng ta họ mua hàng lại. Đó, thì khi mà chúng ta đã có một cái được khởi đầu như tôi đã nói là cái phần mềm, chúng ta có một cái e-com platform là Magento hay Shopify chẳng hạn, chúng ta đã có rất nhiều các cái tính năng trên đó rồi, thế nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua được các tính năng về loyalty, ví dụ như là reward point hay là affiliates hay là cashback membership hay là thậm chí là gamification hay là các cái scheme về subscription, ví dụ như là các cái doanh nghiệp họ bán về FMCG chẳng hạn, họ khách hàng họ có nhu cầu là họ mua 5 bịch sữa một tuần hay một tháng hay là gì đó, thì hoàn toàn là cái các cái platform e-com này có thể làm được chuyện đó. Và khi mà chúng ta đã có cái data khách hàng, tức là chúng ta đã có được cái behavior của khách hàng, được cái số lượng đơn hàng này, được cái tương tác của khách hàng ở trên cái kênh online chúng ta, thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ đưa những cái data đó về những cái hệ thống như là CRM, như là HubSpot hay là Odoo hay là hệ thống CDP của Insider, để chúng ta có thể, và đặc biệt là cái data này tốt nhất là nó nên được đồng bộ một cách real time giữa các hệ thống CDP CRM này với cả hệ thống e-commerce và hệ thống offline. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn toàn cảnh hơn và một cái góc nhìn gọi là real time tại thời điểm đó về cái khách hàng của chúng ta. Thì thường là khi mà chúng ta tích hợp giữa e-com và CDP thì chúng ta thường là tích hợp những cái gì, thì thường thường là chúng ta sẽ có hai phần chính. Thứ nhất,
các phần chính. Thứ nhất là về phần product catalog để mà có thể là sinh được những cái sản phẩm của chúng ta về những cái phần mềm CDP CRM để mà họ có thể recommend được khách hàng của chúng ta ở các cái điểm chạm khác. Thứ hai là về phần event, các cái event như là khách hàng purchase hay là các cái view của category của nhóm hàng chẳng hạn, thì khi đó thì chúng ta sẽ sinh được những cái data này về CRM và CDP, và khi đó chúng ta sẽ activate và analyze nó như nào. Thì cái phần này nó sẽ là phần của anh Jack phía Insider. Với cái kinh nghiệm mà đã triển khai một số khách hàng và kết hợp giữa Insider và các nền tảng e-com giữa Maginess và Insider, thì rất là mong là anh Jack sẽ chia sẻ cho khán giả một chút về cái nền tảng Insider mà chúng ta đang có. Mời anh ạ. Ok. Không có nghe thấy anh nói không? Dạ vâng, em có nghe ạ. Đang tìm cách để share lại một chút, mọi người đợi tí nha. Ở bên màn hình của anh nó đang somehow là chưa cho phép để share screen. Nhờ ban tổ chức thử grant lại cho share screen được không? Dạ, ban tổ chức đã grant lại quyền share screen được anh. Không biết là anh có thể share lại được không? Nếu không thì có thể gửi cho hậu giống như hậu share được không? Có vẻ nó đang hơi củ chuối một chút. Đây nha, đợi anh tí. Nhờ hậu share screen một cái nhé. Có gì thì nếu mà vào next thì nhờ hậu chuyển một chút. Yes. Ok. Ok, rồi. Tuyệt vời. Thank you tất cả mọi người. Thì phần của Jack thì sẽ là tầm 15 phút. Thì cũng sẽ cố gắng cover đủ những cái điểm mà hậu với cả anh Hà vừa có nói. Thì cái topic mà Jack muốn đưa ra ấy, thì nó nhiều hơn công nghệ, nó gọi là the new way of CX, tức là mình tạo ra một trải nghiệm khách hàng customer experience nhưng mà theo một cái hướng nó mới. Ngày xưa thì CX thì nó sẽ hơi lai lai một chút với CS, thì nhiều người sẽ hiểu nhầm CX là CS. Những cái nền tảng e-com được tạo ra thì một mục tiêu là để tăng sale là chắc chắn rồi. Nhưng thứ hai nó cũng là cái cầu nối với cả O2O thì nó cũng liên quan đến CX. Và cái The New Way of CX này thì nó sẽ giúp cho các brands, kể cả mọi người, chắc thấy có nhiều người comment là đang bán hàng trên Shopee rồi vân vân, thì cũng đang có những cái plan để mà tự mở những cái kênh own channel của mình đúng không? Hoặc là những cái Zalo mini app vân vân, thì nó đều hướng tới đấy là tăng trưởng bền vững. Next. Thì cho những audience mà chưa có biết về Insider ấy, thì như Hậu có chia sẻ thì mọi người đang có một cái hệ thống ERP, POS, CRM và có thể có những cái app ứng dụng, có thể có website, có những đoạn chatbot mà đang đội sale đang chốt đơn Facebook hàng ngày ấy. Thì mục tiêu là đúng như Hậu nói lúc nãy đấy là, và anh Hà nói đấy là mục tiêu Insider có hai thứ thôi, đó là giúp các công ty là tăng trưởng bền vững bằng việc là đặt người dùng làm trọng tâm và làm điều đó qua cái nền tảng dữ liệu tổng thể và nền tảng xây dựng trải nghiệm, thì gọi tiếng Anh nó là CDXP, Customer Data với cả Experience, và cố gắng là làm điều này với các đối tác local như là Marginess hay là VH để có thể hỗ trợ cho cái thị trường bản địa tốt nhất. Thì gần đây Insider cũng có raise một vòng 105 triệu để tập trung vào những cái corporation và cũng như là đầu tư vào những cái nền tảng công nghệ tại Việt Nam. Next. Thì phần của Jack ấy, thì nó sẽ tóm tắt gọn trong bốn thứ. Thứ nhất là những cái nguồn dữ liệu khác nhau nó thu thập lại nó sẽ trông như thế nào trong một cái profile. Thứ hai đấy là new CX,
thì nó sẽ giúp cắt ngắn cái khoảng thời gian tìm kiếm và đưa ra sản phẩm phù hợp với khách hàng như thế nào. Thứ ba là gamification, nó sẽ giúp tạo ra một cái retention và cái engagement nó tốt hơn, đặc biệt là cho các kênh như là Zalo, SMS với cả Facebook mà nối tiếp từ cái phần của anh Hà có nói. Và thứ tư đấy là gom toàn bộ những cái này lại trong cùng một cái hành trình thì nó sẽ trông như thế nào. Rồi thì mình đi vào phần đầu tiên nha. Thì lý do mà tăng trưởng bền vững đơn giản ấy là vì thực ra mọi người không cần làm cái CDP hay là CX này thì mọi người vẫn bán được hàng. Thì chỉ có là khi kinh tế nó khó khăn, cạnh tranh nó vẫn thế, nhưng kinh tế nó khó khăn, cầu nó giảm, cung thì vẫn tương tự, thì nó sẽ bộc lộ ra những cái điểm yếu của một số cái doanh nghiệp. Thì lúc đấy thì khách hàng họ sẽ trung thành ấy, thì họ sẽ dính với cả cái thương hiệu đấy. Còn là những khách hàng mà gọi là thặng dư ấy, thì có thể là họ sẽ phải chọn một trong 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 nhiều những cái thương hiệu đó. Thì nếu mà cái CX mà nó không có top of mind, mà nó không có tốt ấy, thì cả thị trường giảm 30% thì có những bên sẽ giảm tầm 70-70-70%, còn có những bên thì nó sẽ giảm ít hơn là 20%. Thì cái ăn nhau đấy nó nằm ở nhiều ở cái phần CX với cả cái việc mà sở hữu cái người dùng để vẫn có thể chủ động trong việc mà kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này. Thì đấy là lý do vì sao mà đầu tư vào cái mảng này. Next. Thì nếu mà mình cách trong tăng trưởng cũ á, thì mình sẽ vẫn có nhiều kênh bán qua sàn, mở cửa hàng offline thì cũng khó khăn, thì nó sẽ rơi vào tình trạng là phải cắt giảm nhân sự hoặc là đóng lại một số cửa hàng offline. Thì nó có một số thứ nó vẫn bất biến. Thực ra là khách hàng của mình thì nhu cầu nó vẫn vậy. Thì bằng việc là sở hữu cái loyalty khách hàng đó, thì nếu mà mọi người chủ động việc đó thì mọi người chủ động trong việc tương tác với họ, không guarantee là không đảm bảo là người ta sẽ mua trong giai đoạn khó khăn này, nhưng ít nhất là vẫn tạo được cái cảm xúc, cái emotional bond được với khách hàng, để đến lúc mà họ thực sự có nhu cầu phát sinh ấy, thì phải lựa chọn giữa 3-4 brand cùng bán bỉm sữa chẳng hạn. Thì nếu mà cái quy trình chăm sóc đấy nó tốt thì đến lúc đấy thì bạn sẽ là top of mind của họ, thì cái xác suất để mà bạn được họ mua thì nó sẽ vẫn cao hơn là việc không chăm gì cả. Thế thì cái new mindset ở đây ấy, là thay vì là mình bán theo kênh, tức là bán theo offline, bán theo sàn vân vân, thì mình sẽ vẫn bán qua những chỗ đấy. Thế nhưng cái mindset mới thì là sẽ tập trung vào khách hàng trước, rồi sau đấy khách hàng ở đâu thì mình ở đó. Bây giờ là TikTok Shop thì mình sẽ thử đấy, nhưng mà đến một ngày mà nó không hiệu quả, anh em hay bảo là vừa bán gồng lỗ, thì mình lại chuyển lại những cái kênh mà nó profitable hơn. Đấy, thì với cái hướng đi mới này ấy, thì nó sẽ giúp cho cái long term về mặt tối ưu chi phí marketing, cái sale thì nó mới nhìn thấy hiệu quả được. Next. Thì cái new way of CX ở đây ấy, nó bám theo cái sườn người khách nói, tức là CX ngày xưa thì hay bị nhìn là support service, tức là cái call center mục tiêu chính là để cho NPS người dùng họ tốt này, CSAT người dùng thời gian phản hồi nó tốt này, hàng shipping đến đúng người đúng thời điểm, không có complain gì cả. Thì đấy ngày xưa mình gọi là CS, Customer Service và Support. Thì CX nếu mà làm tốt ấy, thì nó sẽ mang lại một cái tầng ở trên nữa, thì mình gọi là Revenue Center, như cái hình bên tay phải ấy. Thì ngoài những cái việc làm cho khách hàng hài lòng ấy, thì nó sẽ giúp tạo ra cái emotional bond với cả cái top of mind vì việc nhớ về cái thương hiệu của mình, và cái nhu cầu nó được phát sinh một cách chủ động, thì lúc đấy nó sẽ dẫn đến cái việc tái mua và phát sinh việc mua lại. Đấy, thì New Way of CX nó để làm được thì nó sẽ cần hai cái trụ, một là dữ liệu và hai đấy là những cái kênh tương tác. Thì khi mà có hai cái này á, thì mình mới có thể làm nó nhanh hơn và nó chuẩn hơn được. Vì ngày trước á, thì CX hay bị nhìn là cái mối quan hệ một một giữa công ty đấy. Ví dụ như là bạn mua thời trang với Ando, thì CX tức là gì? Ando với khách hàng. Thế nhưng mà đấy là cách tư duy ngày xưa thôi. Thực ra CX là mối quan hệ của khách hàng đấy với những brand thời trang tương tự như Ando tại cùng một thời điểm. Thì nếu tôi muốn mua một cái A, có nhiều ông đang cùng cung cấp một cái A, thì cảm xúc của tôi với ông nào nó tốt hơn, thậm chí là nhiều lúc trả đắt hơn một tí, nhưng mà mình có cái niềm tin cơ bản là mua đồ tốt thì ra thế giới di động, đúng không? Cũng không ai có thể giải thích được cái việc này. Đấy, thì CX thực ra nó rộng hơn cái quan hệ một một giữa người đấy với công ty đấy, mà nó là cảm xúc cho cái ngành đấy nói chung. Next. Thì nếu mà mình làm tốt cái việc vừa rồi á, thì nó sẽ đưa mình trong cái tháp về mặt CX lên trên những cái tầng cao nhất. Thì nếu mà ở tầng dưới cùng thì CX đơn giản đấy là cung cấp thông tin tôi cần thiết, giải quyết vấn đề của tôi khi tôi hỏi, thì nó sẽ lên đến cái tầng là cung cấp cho tôi những cái thứ mà tôi còn chưa biết là tôi sẽ có nhu cầu đấy, hoặc là trong lúc đầu tôi đang nghĩ cách để mà tìm kiếm một cái sản phẩm thì họ đã active để mà thể hiện cho tôi cái sản phẩm đấy rồi, và làm cho tôi cảm thấy powerful hơn, an toàn hơn và tốt hơn. Thì là cái cảm xúc về mặt CX thì là cái tầng trên cùng. Thì mình sẽ không thể làm được cái này nếu mà không có dữ liệu. Bởi vì CX offline là những cái về chăm sóc người với người ấy, thì cái đấy các brand đều đa số là đang có foundation khá là ổn rồi.
Nhưng mà cái phần mà CX trên môi trường số ấy, thì nó bắt buộc đòi hỏi là phải có dữ liệu, chứ mình không thể có 1 triệu nhân viên sale để mà mình training đào tạo để tạo ra cái CX đấy được. Next. Thì cái tinh thần là như vậy, thế nên là cái nền tảng mà anh sẽ được cung cấp ấy, nó giải quyết hai cái trụ đó, thì mình gọi là data là dữ liệu, là hai cái cục data collection là thu thập dữ liệu. Thì có khi mà làm với Marginess thì các bạn sẽ có các nền tảng e-com platform như là website hoặc là những ứng dụng loyalty của app, thì đấy là những nguồn cung dữ liệu tuyệt vời cho cái nền tảng CDP nói chung. Và ngoài ra với các bên mà có các nền tảng khác như là CRM, Data Warehouse vân vân, mà họ cũng tập trung chạy rất là nhiều những cái phân tích của riêng họ, đúng không? Thì cái đấy cũng là một nguồn cung cho CDP. Thì nhiệm vụ của CDP ấy là làm sạch cũng như là tổng hợp nó trong một cái profile với mục tiêu là để cho team kinh doanh có thể truy xuất và có thể khai thác được cái đấy. Bởi vì nếu mà không có cái phần truy xuất về khai thác ấy, thì thực ra không cần làm đến CDP, mọi người cũng vẫn có thể thao tác được nó ở trong các file Excel, Google Sheet hay là trong những cái hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại của trong nội bộ. Thì cái giá trị CDP nó tạo ra là phải hỗ trợ cho tối ưu chi phí kinh doanh hoặc là tăng cái doanh thu, đúng không? Thì nó phải dính đến cái phần thứ hai, đấy là trụ về tương tác, thì nó là cái phần bên tay phải. Thì trên call có thể có anh chị thuộc nhiều ngành nghề, thì Jack cũng không chắc là size các doanh nghiệp như thế nào, nhưng mà mong là những cái chia sẻ sau slide này ấy, nó sẽ là cái cảm hứng để mọi người thấy là các brand khác như là Cellphone Hoàng Hà, FPT hay là các bank như là VPMB thì đằng sau họ đang làm những cái gì. Yes, next. Thì có 5 cái tip ngắn gọn. Thì tip thứ nhất, đấy là New CX thì mình nói về dữ liệu real time cần nối từ nhiều nguồn. Thì trong giai đoạn khó khăn ấy, thì Jack cũng hay cổ súy một cái tư duy, đấy là nếu mà lôi người dùng đến mà không ra đơn hàng, thì đằng nào cũng không ra đơn hàng rồi. Thế nhưng người ta vẫn đến với mình qua organic, qua social, qua blog post, qua chat Facebook. Thì tại sao không đẻ ra một cái revenue mới, gọi là dữ liệu. Tại sao mình không nghĩ về dữ liệu nó như một cái dạng tài sản của doanh nghiệp? Nó chỉ có không phải là tài sản cố định thôi, nó là intangible asset, là tài sản vô hình. Bởi vì từ cái này nó sẽ đẩy ra rất là nhiều cái benefit ở trong tương lai về mặt là tối ưu doanh nghiệp, hiểu người dùng, cut cost và rất là nhiều thứ nữa, chứ không phải là chỉ có doanh thu. Thế thì next, thì cái này nó sẽ trông như thế nào? Thì nguồn thì có nhiều thôi. Một là nguồn dùng từ social như là bên Marginex có share lúc nãy, các bạn chat, các bên bán thời trang hay là bán mỹ phẩm thì họ chat Facebook rất là nhiều. Thì những đoạn chat này có tỷ lệ chuyển đổi ví dụ như là 30% ra đơn. Thế thì đâu đấy 70% còn lại thì nó vẫn chưa ra đơn. Thì đây là cái 70% mà nếu không ra đơn thì mình phải nghĩ xem là làm sao để định danh được người ta. Bởi vì nếu định danh được thì về sau sẽ có cơ hội chạm lại được, chứ không phải lúc nào cũng là chăm chăm chốt đơn, vì không phải ai cũng ở trạng thái là hot lead để mà sẵn sàng để người ta mua. À, thì mình thường là mình giao KPI cho các bạn sale đấy là phải chốt đơn thôi, chứ mình cũng không giao ra những cái luồng về mặt là nếu không chốt được đơn thì bạn lấy dữ liệu, đúng không? Nó là mindset. Cái thứ hai bên tay phải là những cái traffic vãng lai ở dưới cửa hàng, thì cơ bản là cũng không mua, nhưng mà vào không mua nhưng mà cũng loanh quanh trong cửa hàng 3 4 tiếng rồi hoặc là nửa tiếng rồi, thì nó cũng có những cái cách game hóa để mà có thể lấy được cái dữ liệu này. Thứ ba đấy là những cái đơn hàng từ sàn, cũng không guarantee là tất cả các ngành hàng đều lấy được dữ liệu từ sàn, nhưng mà nếu có mindset về mặt dữ liệu thì nó sẽ có nhiều cái chỗ để mà đặt QR, QR trên sản phẩm, QR trên box, QR để phục vụ chăm sóc khách hàng vân vân, thì cũng là những chỗ để mà lấy dữ liệu một cách chủ động. Có ra tiền ngay không? Không. À, nhưng mà nó là tài sản của mọi người. Thứ tư đấy là những cái nguồn như là VH gửi SMS, VH gửi Zalo sau giao dịch, hoặc là những cái về OA, thì khi người ta ấn người ta quay ngược lại doanh nghiệp, vào lại trang web của mọi người, vào lại những cái chỗ của mọi người, thì đấy cũng là dữ liệu mọi người bắt đầu thu thập, nó không dừng lại ở những cái nền tảng như là SMS với cả Zalo. Thì bốn cái này nếu mà nó chảy vào cùng một cái CDP ấy, thì nó sẽ trông như thế nào? Next. Thì đấy, nó sẽ trông tựa tựa như thế này. Đây là cái Vietnam Airlines này, thì người ta làm rất là nhiều thứ trên app, Jack tour hơi nhanh, thì cái CDP đằng sau nó sẽ bắt trong thời gian thực cái hành vi xem của anh chị. Mà như sẽ là làm về các bên doanh nghiệp mà tải dữ liệu rất là lớn ở Indo chẳng hạn đi, thì cái nhà mạng lớn nhất của nó như kiểu Viettel là nó có khoảng tầm 160 triệu người dùng một tháng cái app, và một ngày khoảng tầm gần 15 đến 30 triệu người dùng một app. Thì toàn bộ cái đấy, cái CDP nó phải ghi nhận những cái hành vi đấy trong thời gian thực hoặc là gần thực nhất có thể theo giây và mili giây. Đấy, thì trong cái video này nó thể hiện cái khả năng thu trong thời gian thực cũng như là nối giữa những cái nguồn đấy là web này, app này hay là từ nguồn CRM đẩy lên. Đấy thì đấy là cái truyền cảm hứng, tức là hiện giờ công nghệ nó cho phép có thể tạo ra những cái profile như thế này, kể cả không định danh cho mọi người. Đấy thì nhờ hậu quay lại một slide.
Thế thì khi mà dữ liệu nó vào trong một nguồn rồi ấy, thì nó sẽ sau slide này. À thế thì phải sau slide này nhầm. Thì cái profile lúc đấy nó sẽ có trọn vẹn. Đấy là nếu mà mình làm với các đối tác e-com như Marginex thì những cái hành vi họ đang làm ở trên môi trường số như là web app đúng không? Xem trang chủ, xem trang sản phẩm, cho hàng vào giỏ, check out. Mà nếu là ngành thời trang thì có thể là màu sắc, size, giá vân vân. Không nhất thiết là họ phải mua hàng thì nó sẽ lưu trong cái profile. Nếu nó là những cái nguồn từ social vân vân thì nó cũng sẽ có những luồng để mà dồn về như mình còn nói offline đẩy lên. Thì nó là một cái mindset là dữ liệu là tài sản, anh chị không làm anh chị không có mất gì cả. Ý là không mất tiền, chỉ có là mất đi cái cơ hội bán hàng và cái insight về người dùng đấy thôi. Ừ. Thì đấy là cái tip đầu tiên. Next. À, thì khi mà mình có cái foundation là cái nền tảng như cái sức khỏe của mình nó vững rồi ấy, thì lúc đấy khá là dễ để mọi người truy xuất những cái insight. Ví dụ như cái luồng mua hàng của mình đang rớt ở đâu, hoặc là cái nhu cầu demand mua các loại hàng hóa khác nhau bây giờ là như thế nào để mà sản xuất cho nó liên quan. À, cái tỷ lệ khách hàng đang trung thành hoặc là quay lại xem, hoặc cái loại mua hoặc quay lại cho hàng vào giỏ, quay lại làm một cái gì đấy nó đang như thế nào, và nếu họ rớt thì họ rơi là ở đâu. Thì hiện giờ những cái khả năng truy xuất để mà ra được cái insight đấy trong 1-2 phút nó là bình thường. À, nếu mà mọi người đã có cái dữ liệu, vấn đề là không có dữ liệu chứ vấn đề không phải là không có khả năng truy xuất được insight. Yes, next. Và để làm cho việc kinh doanh nó được tối ưu hơn ấy, thì giai đoạn khó khăn thì mình không thể nào mà cho offer giảm giá như ngày xưa được nữa, thì nó cũng làm cho các brand aware hơn về việc là nếu không giảm giá thì lại không bán được hàng, tức là đâu đấy phải làm là gặp nhau ở giữa, tức là với những cái profile như thế nào thì cho mức giảm giá khác nhau như thế nào. Thì mình gọi đấy là thay vì là mình kinh doanh theo campaign thì mình kinh doanh theo người dùng. Thì mỗi doanh nghiệp mọi người có thể chia ra thành 5, 10, 15 tập người dùng chính, và nó mô phỏng cái persona của doanh nghiệp của mọi người. Ví dụ như những người chuyên thích hunter discount, những người chuyên mua một loại ngành hàng nhất định và mua có giảm giá hay không có giảm giá. Thì vì cái CDP Data Foundation nó đã sẵn sàng rồi, thế nên cái việc truy xuất và tạo ra một cái persona này thì nó là dễ, còn nếu không có foundation thì nó là khó. Và khi mà có cái này rồi thì mọi người có thể chạy ad trên cái tập này, mọi người có thể gửi với VH, SMS, Zalo qua cái tập này. Mọi người có thể cá nhân hóa cái offer cho những tập này trên những nền tảng của Marginex, e-com, ví dụ như vậy. Đấy. Next. Thì sang cái tip số 2 á, đấy là khi mà đã có Data Foundation rồi và họ bắt đầu được dồn phễu để mà vào những cái chỗ mà mọi người sở hữu, thì nó sẽ bắt đầu là đi theo cái funnel, cái hành trình mua hàng. Thì New CX sẽ cố gắng là rút ngắn cái khoảng thời gian để tìm kiếm được cái sản phẩm. Thì chatbot nó là một cái như vậy, chatbot nó giúp hỏi một phát là trả lời đúng không, thì đâu là những cái kiểu kiểu như vậy nữa. Thì next, thì trên e-com nó có hai thứ rất là quan trọng, thì một đấy là gợi ý sản phẩm đúng không, và hai thì đấy là search. Thì search này đấy là số benchmark mà thực ra mọi người về mở Google Analytics thì mọi người cũng thấy tương tự thôi, tức là khoảng tầm 15 đến 20% sessions là sẽ có tìm kiếm sản phẩm, và thường là khoảng tầm 12% thì là search không có ra cái gì, tức là không ra sản phẩm liên quan rồi rời luôn. Và thứ ba đấy là những cái người mà search thì cái tỷ lệ mua nó sẽ cao hơn 43% so với những cái người không search. Bởi vì không search tức là không biết mình muốn gì, hoặc là không biết tìm cái search ấy ở đâu. Thì tức là nó là dạng 80-20, tức là 20% thằng search nó có thể đẻ ra đến 50-60% của doanh thu vì nhu cầu nó rất là rõ. Thế thì search nó là cái quan trọng. Nếu mà mình bỏ qua cái đấy là mình miss. Thế thì next. Thì cái new way of CX và cái machine learning bây giờ ấy, nó sẽ cho phép có thể làm được những cái gì mà để cho cái search nó thông minh hơn. Thì những cái nền tảng như Marginex nó đã tạo ra cái search portfolio rất là ngon rồi. Thì insider đóng vai trò là cá nhân hóa thì sẽ layer lên trên cái search đấy thêm những cái machine learning, tức là máy học dựa trên cái hành vi họ đã xem rồi, nó là mấy cái ô màu đỏ mà Jack nói ấy. Tức là mình dựa trên cái click stream dữ liệu họ đang tương tác real time thì mình profiling họ để mình trả ra những kết quả search thay vì là kết quả search nó mang tính chung. Next. Thì nó sẽ trông như thế này. Thì nếu mà một người cùng search một cái giày là sneaker nhưng mà cái brand affinity của họ là Nike vì họ đến được cái ad của Nike, hay là họ đến được cái ad của Adidas, thì nó cũng sẽ reflect lại hai cái kết quả search hoàn toàn khác nhau. Cái này là theo cái Sao persona và mình không biết luôn. cái persona của cái người dùng đó. Cái thứ hai đấy là những người mà chuyên filter giá, thì bản thân cái search result khi trả lại nó cũng sẽ có thể xếp những cái sản phẩm có mức giảm giá cao hơn lên trên đầu. Thế thì đằng sau nó work như thế nào? Đấy là mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái tỷ lệ chuyển đổi và một cái score nhất định. Thì mỗi người có thể có một cái bảng, có 1 triệu người dùng và 1 triệu cái sản phẩm, một bảng vuông. Thì nó sẽ có một cái điểm cho mỗi người dùng đấy với mỗi cái sản phẩm đấy.
và tùy vào cái độ matching và cái profile người đấy thì nó sẽ sắp xếp lại cái catalog sorting theo cái profile người đấy trong thời gian thực. Nếu chưa đủ dữ liệu thì đương nhiên là mình sẽ vẫn giữ cái search kết quả bình thường, nhưng khi nó đã đủ rồi ấy, thì nó sẽ tự động sắp xếp lại trên cái nền của Marginess như vậy. Yes, next. Cái tiếp theo về mặt tìm kiếm thì ngoài là việc tìm kiếm bằng search thì mọi người tìm kiếm bằng gì? Banner. Rồi. Banner tỷ lệ ấn bình thường là khoảng tầm, chắc là cái slider trang chủ thì được tầm 5-10%. Còn nếu mà slider mà thêm nhỏ nhỏ hoặc là đọc bên dưới ấy, thì là thường không ai xem. Thế thì cái mà banner mà hay được khám phá nhất ấy, thì là dạng là story, đúng không? Mọi người có Instagram, mọi người có Facebook thì mọi người thường là thấy cái trải nghiệm như thế này. Thì cái mọi người đang nhìn ấy, thực ra là nó được serve một cách cá nhân hóa từ nền tảng Insider. Nó không phải là đấu nối vào tài khoản Instagram đâu nha. Mọi người có bao nhiêu campaign cho cái persona đấy thì nó sẽ được hiển thị qua những cái hình tròn ấn và bung ra cả một cái video. Gợi ý sản phẩm cũng có thể được chèn một cách tự động vào cái này. Thì nó vẫn là banner, nhưng vì cái psychology mà CX là nó đã train người dùng là ấn và lướt sang phải, thì cái tỷ lệ khám phá impression nó sẽ cao hơn là việc đợi người ta lướt xuống để mà nhìn thấy cái banner. Yes. Next. Thì đấy là cái tip số 2. Tip số 3 ấy, thì là gamification, là cái đang được dùng nhiều nhưng hay bị hiểu nhầm ấy, là gamification đang làm dưới dạng là campaign based nhiều hơn, tức là đến tháng 3, tháng 4, tháng 5 hay là một cái ngày sinh nhật thì mình làm một cái game cho các sếp vui, cho nó hoành tráng. Thế nhưng mà ít người nhìn cái gamification nó là chiến lược như kiểu Momo, nó là always on, là thường xuyên để mà thu dữ liệu cũng như là giữ khách hàng, chứ cũng không nhất thiết là để mua hàng. Next. Thì trong Insider nó có một cái rổ khá là lớn những cái dạng game khác nhau, Mystery Box, Lucky Numbers, lật thẻ vân vân. Thì cái game rules nó cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, cơ bản nó chỉ là cái cớ để mà mình tạo ra một cái trò chơi để mà người ta tương tác. Đương nhiên là nó phải align với cả cái branding, và quan trọng ấy, đấy là dựa trên CDP thì mỗi cái persona người dùng khác nhau nó sẽ quyết định cái game rule khác nhau, và nó sẽ quyết định người ta có được chơi game hay không, và cái phần thưởng trả lại nó nên là như thế nào. Đấy. Next. Thì để mà làm được những cái game này nó nhanh ấy, thì hồi trước là mình sẽ phải order rất là nhiều bên, nhiều thứ, đúng không? Thì khi mọi người làm những cái về công nghệ mà cố gắng tìm kiếm những cái gì nó có khả năng self service cao nhất, bởi vì là nếu mọi người đẩy được self service thì sáng mọi người có idea 1-2 ngày sau là mọi người có thể làm được luôn, hoặc là chiều mọi người có thể làm được luôn. Thì next một chút, có cái hình GIF. Thì đây là một cái hình self service này. Đấy, thì what if là mọi người có thể tự tạo ra những cái như Jack vừa show, trong những cái cú click chuột, những cái cú điều chỉnh, những cái như là kiểu Photoshop mà mọi người đang làm. Thì cái editor này là Insider dựng mất khoảng tầm 12 năm để đảm bảo là nó có thể responsive trên web, app và nhiều cái nền tảng khác nhau. Đó. Next. Tip số 4. Đấy là nối tiếp vào cái của VHShare về Zalo và SMS vân vân. Thì làm thế nào để build được cái architecture để có thể không spam người dùng mà cũng không tốn chi phí để mà gửi cái này ra. Yes. Thì là gửi tối ưu đúng lúc, đúng không? Thì đây là một cái thôi. Ví dụ như với SMS thì dựa trên cái CDP thì nó rất là obvious là mình sẽ biết cái persona của cái người này. Và cái persona này Jack muốn highlight là không dựa trên dữ liệu CRM, là dữ liệu đã mua hàng rồi nha. Nó là dữ liệu rộng hơn như thế, dựa trên những cái gì người ta tương tác trên nhiều nền tảng khác nhau. Thì nó sẽ có thể profile người ta ra thành 4-5 nhóm. Và lúc đấy là cái tần suất gửi SMS và cái số lượng gửi và cái nội dung dynamic content, tức là cá nhân hóa vào ấy, thì nó sẽ khác nhau tùy theo từng tình huống như cái hình này. Rồi. Next. Thì đấy là với SMS. Với Facebook Messenger, customer support, store locator, gợi ý vân vân, và đưa người ta quay lại dò hàng khi mà người ta quên. Next. Với Zalo thì mình cũng lấy ví dụ tiếp từ VH, thì mọi người có thể đặt cái Zalo QR, đúng không, ở rất là nhiều chỗ offline khác nhau, và khi mà người ta scan cái QR đấy thì người ta sẽ bay lên cái Zalo mini app hay là vào cái Zalo OA của mọi người. Next. Thì khi mà vào đấy xong ấy thì cái chu trình nó sẽ chạy một cái journey về mặt automation để mà bắt đầu, nếu mà có game nhé, thì có nhiều game bây giờ là build Zalo mini app cho game, thì game này nó cũng sẽ là một cái để giữ người ta tương tự như là trên web, thì cái này nó cũng sẽ phát sinh những điểm dữ liệu để mà đưa vào trong CDP. Next. Thế thì lúc đấy là toàn bộ Insider nó sẽ như một cái architecture để mà điều hướng người ta chéo những cái platform này và sẽ đấu nối vào những cái cổng của VH cho SMS hay là Zalo. Next. Thì cái tip chắc là cuối cùng, chắc là tip số 5. Thì là tất cả những cái này trong một slide thì nó sẽ trông như thế nào. Next. Đấy, thì nó có một slide như thế này thôi. Tức là toàn bộ cái architecture nó sẽ cho phép mọi người xây một cái hành trình web sang app, từ social về web tùy nhá. Và nó sẽ the new CX, tức là mình gọi là same same but different. Thì nó là same ở việc ấy, là trang web nào cũng có search,
cũng có tìm kiếm sản phẩm, ai cũng đang gửi SMS với cả Zalo, nhưng mà khi nó được phủ bởi một cái nền CDP ấy, thì lúc đấy mọi người sẽ build được một cái journey nó tổng thể, mà cái gợi ý sản phẩm nó cũng cá nhân hóa hơn, cái thông điệp gửi ra nó cũng cá nhân hóa hơn, cái game chơi nó cũng khác, Zalo, Facebook Messenger, chatbot nó cũng sẽ react theo kiểu khác. Thì chắc đây là slide cuối cùng thôi mà Jack muốn chia sẻ về 5 cái tip của The New CX. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Jack đã chia sẻ một chút về how the new CX work và cái how cái sự kết hợp giữa machine X, giữa VH và Insider có thể mang lại một cái trải nghiệm khách hàng nó thông suốt, và cách mà mình có thể sử dụng dữ liệu để mình có thể activate được các cái tiềm năng để mình chạy ad hay là mình làm về analytics, hay là mình có thể hiểu khách hàng chúng ta tốt hơn. Và thời lượng của chúng ta thì cũng không còn nhiều, nhưng mà chúng ta có một phần nữa là phần QA. Thì tôi xin phép là sẽ đọc mỗi diễn giả chúng ta sẽ có một câu hỏi, và các câu hỏi khác thì sau đó chúng ta tổ chức sẽ trả lời riêng forward đến các speaker của chúng ta hôm nay, và chúng tôi sẽ phản hồi lại cho quý vị qua email sau. Thì đầu tiên là một câu hỏi cho anh Hà. Thì câu hỏi là trong quá trình thực hiện customer success thì làm thế nào để khách hàng tăng cường được sự tương tác và gắn kết với thương hiệu tốt, và có những phương pháp hoặc công cụ nào hiệu quả để tạo dựng mối quan hệ sâu sắc và tăng cường được hài lòng khách hàng không? Thì câu hỏi này nhờ anh Hà giải đáp. Ok, thì trong quá trình customer success thì là quá trình mà chúng ta cái sự tương tác khách hàng, chắc chắn là phải tương tác khách hàng rồi, tại vì khách hàng đang giao tiếp với chúng ta, thì quan trọng là chúng ta gia tăng các cái tương tác đó và duy trì được tương tác như thế nào thôi. Thì như phần chia sẻ lúc nãy của mình thì các cái công cụ hiện tại là mà mình thấy phù hợp nhất cho các cái doanh nghiệp đó là cái công cụ liên quan đến live chat, như là live chat hoặc là Facebook hoặc Zalo là đối chiếu inbound vào, thì đó là những cái phổ biến nhất hiện tại. Còn đối với việc mà để mà duy trì cái sự chủ động, tức là sau khi cái hàng tương tác chúng ta rồi, họ có những cái hành vi tìm kiếm hoặc là họ xem sản phẩm này rồi nhưng mà họ đứt kết nối, chúng ta cần có những cái hành động để mà duy trì sự kết nối đó, tương tác lại ngược lại với họ, thì chúng ta hiện tại có những cái kênh thể chúng ta chủ động tương tác được, đó chính là kênh Zalo ZS hoặc là kênh SMS random, thì là hoặc là kênh call center, là những kênh giúp chúng ta thể chủ động tương tác ngược lại để mà duy trì cái sự kết nối đó. Cái vấn đề đây chúng ta cần biết là cái thời điểm nào và cái lúc nào chúng ta cần có sự tương tác đó, chẳng hạn như là một cái hàng họ là từng mua hàng chúng ta rồi và sau một tháng họ không mua hoặc là chưa quay lại mua, thì chúng ta bắt đầu tương tác, thì chúng ta cần có những công cụ chẳng hạn như là CDP của bên Insider hoặc là chỉ cho những cái thời điểm nó như vậy nó phù hợp nhất, thì để chúng ta có thể tìm đúng cái thời điểm và đúng cái thông điệp để tương tác ngược lại. Đó, thì tóm lại là các công cụ chính như mình để mà tác chủ động nó chính là SMS, Zalo và call center, còn cần kết hợp các công cụ khác để mà biết được cái thời điểm phù hợp nhất để tương tác với họ, thì chúng ta sẽ tăng cường cái sự duy trì được cái sự tương tác đó. Đó là cái câu trả lời của mình nha. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi thứ hai dành cho anh Jack. Em nghĩ là có rất nhiều khách hàng ở đây mình chưa implement nhiều các cái scheme về gamification, thì có một người xem có câu hỏi cho anh Jack là ứng dụng gamification cho các chuỗi siêu thị lớn có tốn kém không và hiệu quả dự kiến có thể đạt được trong 6 tháng đầu áp dụng gamification là gì? Jack nghĩ là nếu mọi người chia ra một cách gọi là theo toán này nhé, tức là gamification đầu tiên là đặt chỉ số đúng đó, tức là mọi người muốn về branding awareness hay là muốn doanh số, thì cái đấy khi làm tờ trình nội bộ để mà xin budget ấy, là mọi người phải clear. Ví dụ như là số người vào chơi nhiều nhưng mà số kết quả trả ra thấp mà ít ra sale và redeem thì có ok không? Thế thì đầu tiên mục tiêu phải clear đã. Hay là làm tập trung để ra sale thì nó sẽ quyết định cái game rules, cái cách trao phần thưởng cũng như là chọn cái segment trong CDP để làm. Ít đầu tiên là phải chọn đúng cái mục tiêu đã này. Thứ hai ấy, cứ giả sử mục tiêu là sale đi nha, thì mình sẽ có là gì? Số người nhìn thấy game, số người chơi game, số người trúng thưởng và số người đi redeem, tức là nó có khoảng tầm 4 chặng như vậy. Thế thì nó sẽ đòi hỏi cái tự động hóa, nó sẽ giải quyết từng chặng này. Ví dụ bạn vào, bạn chưa chơi đủ
Thế thì phải nhắc liên tục để người ta chơi. Rồi nếu mà người ta chơi rồi, người ta trúng nhưng người ta chưa redeem, anh sẽ có làm với Techcombank một cái khá là dài hơi, khoảng tầm 3 đến 4 tháng, thì nó sẽ có khoảng tầm mấy chục cái hành trình tự động để mà nhắc người ta chơi, nhắc người ta redeem, nhắc người ta chơi lại tiếp, nhắc người ta refer bạn bè vào chơi, gọi là MGM đấy, member refer member ấy. Đấy thì chi phí đầu tư thì chắc nghĩ các game, bỏ qua Insider nhé, thì chắc nghĩ là nếu mọi người chỉ tập trung về game ấy, thì có các bên chuyên build game như là Way hay là Game Fox, và rất là nhiều anh em làm game. Còn nếu mà mọi người muốn biến game thành một cái long term thì nó sẽ là game cộng với cả CDP. Đấy thì chi phí thường là cái cơ cấu trúc nó sẽ dựa theo cái game rules về độ phức tạp của game cộng với cả số người mà đi vào cái CDP để chơi cái game đấy, thì nó hai cái đấy nó cộng lại nó sẽ ra cái mức mức giá. Đây là câu trả lời. Thì cảm ơn anh. Còn một câu hỏi cuối cùng dành cho Machines là liệu có tiêu chí gì để lựa chọn một đối tác triển khai hệ thống e-com phù hợp không? Thì phần này thì mình xin phép là trả lời một số tips sau đây. Thứ nhất là về chọn một vendor, một vendor để có thể implement được hệ thống e-com hiệu quả. Thì đầu tiên là về expertise trước đã, tức là họ đã làm được cái, họ đã làm nhiều các cái giải pháp hay là với các khách hàng mà cùng với ngành của mình hay không, hay là các giải pháp tương tự hay không. Tức là mình có thể mình việc làm e-com cho các ngành khác nhau như là nội thất hay là FMCG hay là thậm chí F&B, thì mình sẽ có những cái tính năng, có những cái giao diện, có những cái cách operation khác nhau trên ở trên cái nền tảng e-commerce này. Và thứ hai là cái công nghệ của nó. Cái công nghệ thì như tôi nói ở đầu thì mình thì công nghệ thì thường là chiếm 50% cái thành công của mình. Thì việc lựa chọn công nghệ và cái công nghệ mà đối tác đó họ 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 làm quen thì cái việc này rất quan trọng. Thì công nghệ này thì có rất nhiều tiêu chí về công nghệ, ví dụ như là tiêu chí về độ customization, hay là công nghệ về tiêu chí về cái các tính năng có sẵn, hay là các cái tiêu chí về sự support của hãng, hay là cái sự support của cộng đồng đó. Và cái tip cuối cùng thì là cái là giá đó. Thì cái giá này thì thường thường là sẽ mình ta sẽ tùy thuộc một phần vào cái công nghệ mà mình lựa chọn. Ví dụ như là nếu mà mình quyết định là mình test the water, tức là mình sẽ làm ban đầu mình sẽ làm nhỏ thôi, mình làm bằng Shopify, làm Aravan hay làm bằng WordPress thì mình là có thể là mình sẽ có cái mức giá nó phải chăng hơn. Còn đâu nếu mà mình có một cái khi mà mình đã test the water xong và mình muốn là implement một cái hệ thống lớn và nó có một cái trải nghiệm người người dùng và khách hàng nó như là những cái mà các bên đã chia sẻ hôm nay, thì cái chi phí của nó sẽ phải tốn nhiều hơn, và cần mình cần nhiều, vừa là tiền, vừa là mặt về tài chính, và vừa là về mặt effort ở trong nội bộ. Mình cần phải có nhiều cái stakeholder hơn, và cái đội ngũ của mình tuyển dụng, mình training, mình đào tạo làm sao đấy để họ có thể sử dụng cái này. Và tất nhiên là cái việc mà lựa chọn vendor nó cũng sẽ rất là quan trọng, bởi vì khi mà vendor họ không có một cái mindset về tư vấn và làm sao để cho cái hệ thống e-com nó là đúng yêu cầu của khách hàng, và làm sao để khách hàng họ có thể là thực sự sử dụng được, onboard sử dụng được cái phần mềm này, thì nó là cái quan trọng nhất. Okay. Đó là ba cái tiêu chí mà Machines tư vấn và recommend với các anh chị, làm sao để mình chọn được cái đối tác triển khai e-commerce tốt nhất. Thì hôm nay vậy vậy là cái có bên nào chúng ta cũng thời lượng đã hết, thì rất cảm ơn anh Jack Nguyễn và anh Hà đã dành thời gian tham dự cái chia sẻ trong buổi webinar hôm nay, và rất cảm ơn các bạn các cái quý vị hôm nay đã dành thời gian một chiều để mà lắng nghe sự chia sẻ của ba đối tác. Và và lần cuối cùng thì Machines thì xin giới thiệu một chút là Machines thì đang là đối tác của ngoài VH và Insider, thì Machines hiện tại đang là đối tác của các nền tảng lớn như là Adobe Commerce, Odoo, HubSpot, Amazon Web Service. Và Machines thì rất mong là quý vị có thể tìm tìm hiểu thêm thông tin của các cái đối tác cũng như của Machines ở trên các cái kênh thông tin trên website và các cái kênh social. Cảm ơn quý vị ạ. À, xin cảm ơn mọi người nhé. Mọi người, bye bye. Tạm biệt mọi người.